Xin chào quý vị khán giả, để tiếp theo của buổi trưa ngày hôm nay thì việc đầu tiên là các sư đã đi, và đây là hai vợ chồng nhà anh đại gia này xăm trổ ở miền Tây lên để đảnh lễ thầy và có những chia sẻ về thầy. Đấy, trong cuộc sống thì có những cái người ta nói rằng là xăm trổ chưa chắc đã phải là hổ báo, mà cái này, cái xăm trổ nó cũng chỉ là cái làm đẹp, mà dưới thời La Mã cổ đại cách đây hàng bao nhiêu ngàn năm người ta cũng đã làm rồi, và đến bây giờ là vẫn giữ và được đến bây giờ, nên cái này cũng không có gì là chúng ta phải suy nghĩ. Tăng đoàn thì đang tiếp tục hành trình trên đường đi của mình, và dọc đường đây, mặc dù quý vị xem đây ở bên này là núi, dưới đây là đường, nhưng những quý Phật tử, những người con của Phật mộ đạo vẫn đứng ở hai bên đường để được chiêm bái và đảnh lễ tăng đoàn khổ hạnh Đầu Đà, một trong những pháp môn hành khó nhất của Đức Phật khi còn tại thế cách đây 2600 năm. Đây. Đây, bắt đầu cũng đã vào đến khu dân cư ở đây ạ. Hôm nay thì trời cũng rất là oi và nóng đấy ạ. Còn cái nắng thì cũng chưa có gì là gay gắt, bởi vì trên trời cũng rất là nhiều mây. Hôm nay thì lực lượng cảnh sát giao thông cho đến công an huyện và công an xã của các địa phương mà nơi thầy đang đi tới đây đều phải huy động quân số rất là đông và cũng rất là vất vả. Nhưng mà đây cũng là việc chúng ta gieo duyên. Đây tiếp tục, đây là buổi sáng ngày hôm nay cũng lại gặp lại ni sư từ bên Úc bay về để đảnh lễ thầy. Hôm nay thì ni sư cũng không bộ hành được cùng với tăng đoàn về tu tập, thì với pháp môn của nhà Phật thì gồm có 48.000 pháp môn tu tập, cho nên mỗi một sư có thể tu tập theo một pháp môn riêng của mình để giáo hóa chúng sinh, cũng rất là tốt và lợi lạc cho đồng bào Phật tử. Đây, ni sư đang bảo ni sư đi dép, đi bộ mà vẫn phồng rộp hết cả chân ạ. Ngày sớm con cũng thành tâm đảnh lễ ni sư, chúc cho ni sư được vạn sự kết tường trợ khi về chân về đến Việt Nam để đảnh lễ thầy Thích Minh Tuệ. Bây giờ là mấy sư mà chân đau, trong đó có sư Minh Tạng là chân đau nhất, cũng đã bắt đầu dừng ở một quán hàng ven đường để nghỉ ngơi.
và cũng chắc cũng sẽ theo đoàn, theo được tăng đoàn rất là lâu, lâu của ngày hôm nay đấy ạ. Kênh Minh Hiệp 29 TV cũng xin được cầu cho sư chóng bình phục để tiếp tục hành trình được về đến quả phúc được vẹn đầy và được chứng được Phật quả. Và cũng xin quý Phật tử hoan hỷ dành cho kênh một đăng ký, một like và một chia sẻ kênh Minh Hiệp TV 29 TV. Xin được cảm ơn quý vị khán giả, quý vị Phật tử trong nước và ngoài nước đã xem, đồng hành và chia sẻ để lan tỏa những hình ảnh, những video về tăng đoàn Thầy Thích Minh Tuệ trên đất nước Việt Nam.